Liệu Liên minh châu Âu có nhanh chóng kết nạp Ukraine vào không? Bây giờ cái việc Liên minh châu Âu mà kết nạp một cái thành viên vào mà thì nó nó phải nó phải dạng nó nghèo lắm, nó tã lắm ấy, thì nó mới thành câu chuyện. Còn nếu nó là một cái nước bình thường ấy thì nó chẳng còn cái gì đặc biệt nữa. Đấy, ví dụ như tôi nói rằng cách đây 10 đến 15 năm đúng không ạ? Thì Liên minh châu Âu nó còn làm một cái gì đấy. Ấy? Nó còn như ông Boren cũng nói là vườn địa đàng và đúng là như thế thật bởi vì là rõ ràng đấy là một cái xã hội mà người ta không không có quá bon chen đúng không ạ văn hóa văn minh khí hậu môi trường tốt vân vân nhưng mà câu chuyện bây giờ là nó lúc đấy là nó còn nó còn cái sự thịnh vượng đúng không ạ nhưng bây giờ thì khi mà họ tự nhiên họ đi gây hấn với người nga vào năm 2014 thì bây giờ là bao nhiêu gần 10 năm rồi thì kể từ đó cũng là lúc là cái sự thịnh vượng của họ bắt đầu là đi xuống Đấy, và bây giờ đến cái thời điểm này, đến cái thời điểm năm ngoái trở đi thì thực sự nó bắt đầu trở thành cái khủng hoảng nghiêm trọng. Đấy, và rõ ràng là bây giờ họ không còn ở một cái vị thế nó như là một cái miền đất hứa nữa để cho các nước người ta ra để có thể kiếm miếng ăn dễ nữa. Đúng không ạ? Chắc chắn ra thì nó cũng giống như mình ra chợ thôi. Mình ở nhà mình bán ở quê thì nó không ăn thua. Đấy, như ông Ukraine chẳng hạn bán loanh quanh không ăn thua đúng không ạ? Ở chợ quê, bây giờ mình mang ra chợ lớn hơn thì chắc chắn bán được lớn hơn nhưng cũng không chắc đổi đời được. Tôi khẳng định là không thể đổi đời được như là cái thời Ba Lan. Thời Ba Lan ra là bản thân lúc ấy Liên minh châu Âu họ rất cần người, cần thị trường, cần người đấy, và sẵn công việc đúng không ạ? Nhiều cơ hội và ông như Ba Lan là dân ông đông, đấy, rồi là ông ấy toàn dân trẻ thôi và rất máu để làm giàu. Đấy, cho nên nó nhiều cái thời cơ hồi đấy tốt cho Ba Lan lắm nhưng mà bây giờ đến thời Ukraine thì họ bảo là châu họ hứa là nếu như bạn gia nhập chúng tôi thì bạn cũng giống như là Ba Lan đổi đời như câu chuyện bây giờ chúng tôi còn đâu được như ngày xưa nữa mà đòi giúp bạn đổi đời đấy, bây giờ bản thân châu Âu còn trả lo được cho họ nữa đúng không à, như tôi đã phân tích vừa rồi chúng ta cứ để ý có ba cái dấu hiệu ba vấn đề quan trọng tam giác hình thành nên sự thượng viện của châu Âu thứ nhất không phải bỏ tiền ra để mua vũ khí quần trang uh, nuôi quân đội lớn đúng không ạ. Thứ hai uh, mua dầu giá rẻ từ nga gần như cho gần như ăn cắp đấy nga nói như thế và thứ ba là mua hàng hóa giá rẻ từ trung quốc. Đấy, bây giờ mới mỗi một cái vị việc mà họ bị uh, nga cắt dầu giá rẻ thôi thì bây giờ họ đã lao đao rồi. Bây giờ mỹ chuẩn bị tăng sức ép về vấn đề quân sự đúng không ạ. Chi tiêu quân sự chi tiêu uh, quốc phòng để mà nuôi lính tuyển thêm lính vân vân và bây giờ đứng trước bối cảnh tự nhiên lại đi uh, cấm vận chiến tranh kinh tế với Trung Quốc như vậy tôi hỏi quý vị là họ còn còn có cái cửa gọi miền đất hứa nữa không đấy và bây giờ nếu như Ukraine mà gia nhập nhá thì Ukraine bây giờ là một con nghiện cực kỳ nặng bây giờ thôi thì cứ cho gia nhập đi nhỉ đằng nào ra cho lên con tàu Titanic cho nó chìm luôn một thẻ tôi nghĩ là như thế đấy chỉ vì sĩ diện có thể là nó chìm luôn cả đôi đấy bởi vì Ukraine bây giờ nếu mà vào tự nhiên là 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 EU lại phải cõng thêm một cái đống nợ đến mấy chục tỷ đô, thậm chí mấy trăm tỷ đô của Ukraine nữa. Đúng không? Đấy và Ukraine bây giờ mất đi những vùng đất nó ngon ăn rồi, lấy đâu ra mà trả nợ? Bạn nhớ nguyên tắc để trả nợ quốc gia ấy, mà nếu không làm cái gì ra chỉ có lấy tài sản chỉ mà tài sản thì chỉ có lấy nguồn uh, khoáng sản năng lượng của của quốc gia dự trữ của quốc gia để trả, trả có cách nào khác. Cả. Đấy. cho nên là bây giờ câu chuyện như thế rõ ràng là 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 EU người ta cũng chẳng mặn mà gì đúng không ạ? Cho nên là cái việc này nếu có nó chỉ mang tính chất là hình thức thôi. Giống như kiểu tôi nói bây giờ là uh, EU muốn kết nạp uh, Ukraine vì ưu tiên là Ukraine đã đứng ở tuyến đầu bảo vệ nền dân chủ rồi bảo vệ an ninh cho 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 Liên minh châu Âu ấy, cho nên được ưu tiên vào EU. Nó cũng không khác gì kiểu ngày xưa có bộ phim là 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 ưu tiên con thương binh liệt sĩ để đi thi hoa hậu ấy đúng không ạ nó nó chả liên quan gì cả và nó mang lại nó chả mang lại cái điều gì tốt đẹp cả bạn nhớ là ngày xưa khi muốn vào EU ấy thì họ có những cái danh sách mười mấy mấy chục điểm nó rất khắt khe và mỗi nước vào như thế thì nhờ những cái tiêu chí họ đáp ứng như thế thì vào họ có thể kiếm ăn được ngay đúng không ạ đấy chứ chưa, chưa không phải là như bây giờ vào lại lại ăn trợ cấp đấy giống như là bây giờ người tị nạn trợ sang châu âu rõ ràng là bây giờ sang đấy ăn trợ cấp chứ cũng có làm được cái gì để tự nuôi đâu đấy, và rõ ràng đấy mới chỉ là tị nạn còn bây giờ nếu ông lôi ông eu ông ukraine vào ấy, thì ông nôi một đất nước tị nạn vào chứ không phải là một những người tị nạn nữa một quốc gia tị nạn đấy, tức là tị nạn trên cấp quốc gia như vậy là cả hai sẽ cùng chìm đúng không nếu mà nhà chính trị khôn ngoan châu trả đời nào người ta muốn đấy, nhưng rõ ràng ở đây là có nhiều cái sức ép rồi là bây giờ cứ tên đồn như thế nhưng mà chắc là nó cũng giống như kiểu là hứa vào nato ấy hứa 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 viện đúng không cứ mỗi hôm trước hôm sau lại bảo là cần phải tiến hành nhiều biện pháp nữa. Đấy nhưng mà hôm sau lại lại sang bảo là à, chúng tôi sẵn sàng chào đón quý vị, vân vân. Đấy rồi thì mấy hôm nữa sau nữa thì lại bảo là cần phải xem xét vấn đề này vấn đề kia. Rồi là ví dụ như là phải loại chọn bỏ tham nhũng. Loại bỏ tham nhũng ở Ukraine được thì nó khác gì mình bảo là Ukraine là một đất nước dân chủ toàn diện, đúng không ạ? Một cái câu chuyện